cần có một cái bộ đệm của các con nè. Rồi trước khi chạy đệm thì mình sẽ lấy đệm từ trong tủ. Tủ thì mình có ký hiệu riêng và có chỗ để đệm riêng của từng bạn. Mình sẽ lấy ra và mình đặt ở vị trí ngủ của mình. Sau đó mình sẽ dùng tay và lăn đệm ra. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ lấy gối đặt ở một bên. Rồi sau đó mình sẽ dùng một tay mình đặt ở đầu mép đệm giày và một tay kia mình đặt ở đầu kia của mép đệm và mình mở ra. Rồi nếu như mà tay của mình không có với tới hai đầu đệm được á thì các con có thể mở từ từ ra, mình mút cái đệm ra đến khi nào cái đệm của mình nó thẳng thì thôi nha con. Các con nhớ là cái đệm của mình á thì có hai lớp, một lớp dày thì mình đặt ở phía dưới, còn cái lớp mỏng thì mình đặt ở phía trên. Rồi khi chạm cái lớp đệm này ra xong thì cô Nhi sẽ dùng tay, hai tay đặt ở hai đầu của mép nệm mỏng và gấp lại. Còn nếu như mà mình không có gấp được giống như cô Nhi thì mình có thể làm theo cách như sau. Mình sẽ đi qua một bên của mép nệm, rồi mình vẫn dùng hai tay đặt ở hai đầu của mép nệm mỏng. Rồi mình đi sang mé bên cùng và mình gấp cái đệm lại. Được chưa con? Rồi bây giờ con nhìn hai tay cô Nhi nè. Rồi bốn ngón hai tay cô Nhi sẽ xếp lại, bốn ngón tay đặt ở dưới mép nệm mỏng, ngón cái cô Nhi đặt ở phía trên và cô Nhi bê cái đệm lên. Sau đó mình sẽ đặt ở dưới chân của cái đệm dày. Còn nếu như mà mình nó không có với tới để mình bê được giống như cô Nhi thì mình cũng có thể làm theo cách như sau, là bốn ngón tay của mình vẫn đặt ở phía dưới của mép nệm mỏng, hai đầu mép nệm, ngón cái mình đặt ở phía trên, rồi mình vẫn bê lên, rồi mình đi về phía chân nệm và mình đặt nó xuống. Rồi lúc này thì mình dùng tay mình vuốt để cho cái nệm mình nó thẳng ra nha con nha. Rồi nệm của mình đã không thiếu